Ngày 15 tháng 5, đồng chí Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh cùng tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh, đơn vị huyện Trà Cú có buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 với bà con cử tri xã An Quảng Hữu, huyện Trà Cú. Tại buổi tiếp xúc cử tri, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông tin đến bà con cử tri về kết quả kỳ họp lần thứ 13 và 14 và dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2024. Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra trong 3 ngày, 25, 26 và 27 tháng 6. Sau đó, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh cũng được nghe nhiều ý kiến đề nghị lãnh đạo tỉnh tiếp tục quan tâm, xem xét nâng mức phụ cấp cho đội ngũ cán bộ bán chuyên trách ở ấp, khóm, quan tâm hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở đã xuống cấp cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo. Nhiều cử tri cũng đề nghị xem xét, nâng cấp, mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn, cầu giao thông liên ấp, liên xã nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu thông, vận chuyển hàng hóa của người dân. Đặc biệt tại buổi tiếp xúc này, nhiều người dân cũng mong muốn đơn vị thi công cầu Đại Ngãi khắc phục tình trạng ngập nước của 32 hộ dân do thi công công trình. Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Kim Ngọc Thái đề nghị lãnh đạo địa phương, các sở ngành quan tâm các vấn đề được cử tri kiến nghị và có hướng giải quyết kịp thời, đảm bảo phát triển đời sống của người dân. Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cũng lưu ý, lãnh đạo địa phương thường xuyên kiểm tra thực hiện công trình cống ngăn mặn, phục vụ sản xuất và khảo sát tình trạng 32 hộ bị ngập nước như ý kiến phản ánh của cử tri để có hướng khắc phục kịp thời, không để ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.